Mọi người đã có những một khoảng thời gian nói về Trung Dũng rất nhiều với những cái phát ngôn mà lần đầu tiên người ta thấy Trung Dũng gai góc như thế, Trung Dũng dám nói thật về bản thân mình và có những cái chia sẻ mà khác hẳn so với cái bình thường, những cái hình ảnh rất là chỉn chu bình thường và những cái thông tin rất là kiệm lời bình thường mà Trung Dũng thường chia sẻ. Anh nói thế nào về điều này? Đó có phải là một cái giai đoạn mà anh tự phá vỡ cái vỏ bọc của mình không? Thực ra thì có những cái lúc mà mình không nói, người ta cũng nói. Em nói cái điều đó một cái ý nhưng mà tặng hiểu sang một cái ý khác. Hoặc là em muốn làm cái điều đó thì mọi người cho là mình đang bia bản thân, đang làm lố. Hoặc là ta dùng những cái từ là già rồi hết thời. Đấy, em có tin không? Cái bộ phim gạo của anh lúc nó đang ở một cái đỉnh cao của bộ phim đang được khán giả yêu thích. Mà có những cái bạn hỏi anh một câu là anh có chạnh lòng khi mọi người nói anh hết thời không anh Dũng? Cái mình nói, ủa? Em có lộn nghề không? Anh làm diễn viên, anh không phải là mấy cái nghề khác. Ví dụ mấy cái nghề mà ví dụ như người ta là người mẫu thì người ta đỉnh cao là khi người ta còn tuổi trẻ, người ta còn body đẹp, khi người ta lấy chồng hay người ta lập gia đình thì người ta bỏ nghề người ta khác. Hay là cái ca sĩ, thí dụ như sau một thời gian thì người ta sẽ thích một ca sĩ mới chẳng hạn như vậy. Còn anh đóng phim truyền hình, anh đóng phim điện ảnh là có nghĩa là trong một cái bộ phim á, nó giống như là một cái gia đình em gì đó. Gia đình em là có chồng con, ba mẹ, rồi con nít, ông nội, bà ngoại, rồi cha mẹ, ông ngoại. Thì anh bây giờ là anh đóng vai ba. Thì sau này anh già đóng vai ông ngoại, bà ngoại. Hết thời là sao? Mỗi một con người ở một cái độ tuổi nó có một cái giá trị riêng. Mà mình không thể nào nói được cái nghề diễn viên là hết thời. Tại vì sao? Người ta không đóng phim thôi. Chứ khi người ta xuất hiện trở lại thì cái hào quang người ta nó vẫn còn. Người ta vẫn mang lại những cái giá trị tốt. Cho đến thời điểm này thì Trung Dũng của ngày hôm nay sẽ khác so với Trung Dũng của nhiều năm về trước, ở cái thời điểm anh bắt đầu làm nghề như thế nào ạ? Tất nhiên là bây giờ anh già hơn rồi. Tiền thì cũng không có. Sự nghiệp thì thực ra thì cho tới bây giờ thì sự nghiệp của anh cảm thấy là mình có được một cái điều mà anh cảm thấy là anh tự hào về bản thân. Là thứ nhất là anh làm cho mẹ anh vui, mẹ anh tự hào về anh. Cái điều hai là anh có một cái vốn sống và một cái kỹ năng diễn xuất mà anh tự cho mình là ok. Nó đạt được một cái điều mà mình mong muốn. Mình làm được. Bây giờ mình cảm thấy là mình tự tin về cái công việc của mình, về cái nghề nghiệp của mình. Thí dụ chẳng hạn như cái bộ phim Lật Mặt của anh Hải. Đó là một cái điều mà anh cũng không nghĩ là anh sẽ tham gia với anh Hải. Tại anh Hải là thường thường là phim hành động, phim hài. Thì anh là một cái dạng diễn viên là chính kịch và thực lực. Thì anh không có thể nào đóng được phim anh Hải được. Tại vì nó không phải là cái diễn viên mà anh Hải cần. Thì sau tự nhiên cái phần 6 này anh Hải chuyển sang cái phần tâm lý, đấu trí nhau. Thì anh không biết dòng do tam quốc làm sao mà anh với anh Hải gặp nhau và kết thúc là anh tham gia phim anh Hải. Và kết thúc là phim đã xong. Và phim đã xong và phim được khán giả yêu thích. Và cho tới ngày hôm nay thì cái vai diễn của anh cho tới ngày hôm nay thì anh thật sự thì anh thấy nó giống như là một cái điều gì đó nó... Mọi người nói ông Dũng ổng hả ở ngoài á, phim ổng y chang vậy đó, ổng giang hồ, ổng hung tợn. Tới nỗi mà nhiều khi em biết không, mọi người gặp anh ở ngoài thấy anh giỡn á, sao diễn viên đó, họ ghê quá ta. Cái hỏi ghê sao? Ở ngoài á, ông hả nhìn thấy bậm trợn, ông hả nói chuyện hùng hồ, sao tự nhiên trong phim gạo trời tôi khóc hết nước mắt vô. Tôi đau khổ vì ông hiền hậu mà sao ở ngoài không liên quan gì. Ủa thì tôi là thằng ở ngoài, thằng Trung Dũng, thằng trong phim là thằng Kiệt mà nó đâu có giống nhau đâu. Cái đó là cũng cái điều hay. Lần đầu tiên anh thất tình ở tuổi 45. Lần đầu tiên trong cuộc đời. Tức là chưa bao giờ thất tình? Chưa, anh chưa bao giờ, chả bao giờ. Nói chung là chỉ, nói chung là dùng cái từ là cởi ngựa xem hoa. Nói chung là lòng vòng thôi, nói chung là ok, cũng tình thương mến thương. Nhưng mà khi mà bắt đầu là ở cái tuổi 45, cái cuộc sống tự nhiên nó đảo lộn chỉ trong có một đêm thôi. Có nghĩa là trước đó mình xem người ta giống như là người ta nói có không giữ mất đừng tìm, cái câu đó đó. Thì tự nhiên cái một đêm thì nó mất. Thì bắt đầu tự nhiên cái hồi xưa anh hay xem phim của Kim Dung thì cái bà Mai Xuân Phong á, bà nói một câu: hỡi thế gian tình là gì mà khiến con người ta sống không bằng chết. Anh mới nói là bà này bà bị điên. Có gì đâu, không có thằng này thì bà lấy thằng khác. Yêu mà có cái gì đâu thì một hai ngày nó cũng sẽ quên. Cho đến khi mình rơi vào trạng thái khi đó. Khi mà mình rơi vào thì nó đúng như những gì mà tại sao Kim Dung viết. Tại vì sao người ta có được cái kỹ năng và cái vốn sống. Em có tin không nữa?
buổi chiều thì có thể mình ăn nhậu, mình có thể buồn bã, mình có thể làm bất cứ cái điều gì, nhưng mà không hiểu tại sao nghe, xỉn sai cấm đầu vậy mà tự nhiên 1-2 giờ sáng nó tỉnh vậy, mà nó tỉnh như sáo, mà em ngồi giữa một cái nhà nó thui thui, mình đâu có cần phải bật đèn đâu, mà cái tim mình nó đau đến mức độ mà anh có cảm giác là nó muốn nhảy ra khỏi cái lồng ngực, và anh tự nghĩ đó, mình có bệnh tim không hay là mình chết, mà cái tự nhủ lại không, thất tình không có chết, xong mà nó đau dữ vậy, biết nó đau một cách khủng khiếp luôn. Anh nói thiệt, nếu như bây giờ cái cảm giác nó có quay trở lại thì không bao giờ anh muốn, không bao giờ, và anh thề là anh sẽ không bao giờ muốn có lại cái cảm giác đó. Điều đó có khiến cho anh cảm thấy là mình không muốn mở lòng ra cho bất cứ một ai nữa không? Không, sau đó thì bắt đầu là người ta quay về, thì sau mấy tháng người ta đi, người ta cũng không quay về. À, tức là bây giờ là kết thúc có hậu đúng không? Kết thúc có hậu, cái đó là cái sự hy sinh. Khi mà người ta đi á, nói với nó một câu là khi nào mà em cứ đi đi, tại vì em còn trẻ, em cứ chọn cái bãi đáp tốt cho em. Khi nào mà em cảm thấy là người ta không còn tốt với em nữa thì em cứ quay về nhà anh bấm chuông, nếu mà anh mở cửa thì anh còn thương em, còn nếu không thì thôi. Thì sau đó thì quay về bấm chuông nha anh. Thì đó thì không, thì anh cũng vẫn tha thứ hết tất cả, tại vì anh nghĩ là như vậy nè, có gì đâu, không có gì cả, quan trọng nhất là con người và trái tim người ta quay trở về mình thì ok, đón nhận. Và khi mà cái đợt hai nữa là cái gần đây là 2 năm thì Covid thì mọi người cũng biết, anh bị ngay cái thời điểm là ngày 28 tháng 3, lúc đó thành phố Hồ Chí Minh mình lockdown hết toàn bộ, thì anh bị, thì anh có bác sĩ từ xa gửi thuốc cho anh, điều trị anh từ xa, mỗi ngày anh gọi điện báo cáo sức khỏe tình hình vậy. Thì bác sĩ anh mới nói là cái tình trạng của anh nó hơi nặng, và cái đêm thứ sáu là cái đêm quyết định. Thì thật sự là bắt đầu đêm thứ sáu thì từ bắt đầu là buổi trưa thì nó đỡ đỡ, bắt đầu chiều, bắt đầu 4 giờ bắt đầu nó hành anh. Lúc đó là anh lết không á, anh bắt đầu nằm ở trong một anh còn nhớ là 1 giờ sáng bắt đầu là người anh nó không còn lực nữa, nó bắt đầu là hoàn toàn là anh bắt đầu rã rời, đau sốt, nói chung là anh không còn nhận thức luôn, anh có cảm giác là anh nhìn thấy anh nằm luôn. Xong cái tự nhiên cái anh phước vậy, em có tin không, anh phước vậy mà giống như là anh gặp một cái người mà chuẩn bị họ giết anh đó, anh phải chạy hay sao, anh nhào xuống giường té một cái đùng, bò như ma đuổi anh ra tới ngoài, anh chụp cái chai nước anh uống, anh nằm bất động rồi luôn, anh nằm khoảng chừng 10 phút bắt đầu anh mới bắt đầu tỉnh lại. Không biết là sau những cái trải nghiệm như vậy, thậm chí là trải qua cả những cái giây phút sinh tử như thế, thì tất cả những điều đó nó có hóa thành những cái điều gì mới mẻ trong những cái nét diễn hay những trong những vai đó diễn của anh không ạ? Thì nó làm cho anh có cảm xúc là khủng khiếp luôn á. Từ cái phim Gạo đó cũng là mình sử dụng tất cả những cái gì mà mình đã có, những trải nghiệm của chính mình. Vì nó, nhờ nó mà anh mới được khán giả yêu thích và anh lấy được nước mắt của khán giả. Khi mà anh nhận kịch bản thì anh nói làm, một là vai này sẽ nổi tiếng, hai là sẽ chết. Tại sao? Một cái người hiền lúc nào cũng không có đất diễn. Nhưng mà anh cũng lại bình tĩnh, anh nói không, cái này vô tay mình là mình sẽ làm cho khán giả sẽ yêu mình. Khi mà diễn thật ra nó không phải là kỹ năng, hình thể hay là cảm xúc, mà nó còn nhiều cái cung bậc nữa. Chẳng hạn như thí dụ như anh diễn cái Thiên Ngân là nói giọng gió, giọng ốc. Thì anh lúc nào cũng vậy, anh cũng đi ở một cái tông thấp, là tông trầm, là anh lòn, giống như là hát bè nhau vậy đó. Mình phải hiểu được cái bàn diễn và mình phải hiểu được bản thân mình, mình phải cân đo đong đếm, mình phải nhường bàn diễn, chứ không phải là mạnh ai nói ra nói diễn. Không có cái điều đó, hoàn toàn là không có điều đó trong cái diễn xuất. Và khi mà anh nương Thúy Ngân á, thì Thúy Ngân càng làm lớn chuyện, anh càng nhỏ nhẹ, anh càng dễ thương, càng hiền hậu bao nhiêu thì khán giả ghét cô đó và cảm quay qua thương anh và cảm thấy bị bức xúc vậy anh, thì tự nhiên cái khán giả người ta bị cuốn và người ta sẽ xem. Còn nếu như anh á, mà thí dụ như Thúy Ngân diễn ấy, mà anh diễn theo cái kiểu của anh, một diễn viên mà anh không nhường nhịn và không luồn cúi, không có nương, thì anh sẽ diễn theo một cái tông bình thường, thì khán giả sẽ bị, người ta sẽ cảm giác là chỉ có 50% thôi, người ta không có cuốn, xem thì xem nhưng nó không có cuốn và không thấy tội nghiệp thằng Kiệt. Đăng ký ngay VTV Show, kênh giải trí số của Đài Truyền hình Việt Nam.